Cuộc khủng hoảng tại Barcelona thời hậu Messi ngày càng trở nên tồi tệ trong thời gian gần đây. Sau thất bại 0-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà Camp Nou, Barca chưa thể thắng nổi trận nào và trải qua liên tiếp hai trận hòa ở giải quốc nội. Đó đều là những trận hòa đem lại nhiều thất vọng cho các cu lê bởi những tên tuổi mà họ đối mặt đều đang nằm ở nhóm cuối bảng, lần lượt là Granada và Cadiz. Trong trận hòa không bàn thắng trước Cadiz cách đây ít ngày, Barca thậm chí chỉ tung ra nổi có 6 cú sút và phải nhận tới hai tấm thẻ đỏ của Frankie de Jong và huấn luyện viên Kuman. Điều đáng nói nữa là hình ảnh một đội bóng với lối chơi kỹ thuật Tiki Taka ngày nào giờ đây đã biến mất và thay vào đó là một Barca chơi bóng bổng lạ lẫm với tất cả những ai đã từng yêu mến họ. Cũng vẫn còn may là đội bóng xứ Catalonia vẫn đang còn cơ hội trước mắt với việc trở lại sân nhà và đón tiếp Levante. Cái tên cũng đang nằm tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Lúc này Levante đang ngập chìm trong khó khăn bởi đã 7 trận liên tiếp thì họ chưa biết đến mùi chiến thắng. Đội bóng của luyện viên Lopez đã từng gây tiếng vang giai đoạn đầu mùa giải khi cầm hòa đối thủ hùng mạnh Real Madrid với tỷ số 3 đều. Nhưng giờ đây, việc tích lũy từng điểm số để đảm bảo mục tiêu trụ hạng mới chính là thứ họ đặt lên hàng đầu. Với những gì mà Barca đang thể hiện, việc giành một điểm trên sân Camp Nou có lẽ là điều khả thi với Levante, đặc biệt khi đối thủ của họ đang gặp tổn thất về lực lượng. Tám cầu thủ bên phía Barcelona không thể ra sân do chấn thương và trong đó có rất nhiều ngôi sao tấn công như Aguero, Dembele, Fati, Brightwood hay Pedri. Điều này cũng đã khiến đội chủ sân New Camp bế tắc trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó thì Barca cũng sẽ không có sự phục vụ của huấn luyện viên Quê Man và Frankie De Jong do án phạt thẻ đỏ ở trận đấu này. Mọi hy vọng sẽ đặt lên tân binh mới Depay dù anh cũng đang có dấu hiệu xa suốt. Levante không có tiền đạo Soldado do chấn thương và đây cũng là một trong những lý do khiến họ thiếu đi sự sắc sảo ở những trận đấu đã qua. Chắc chắn huấn luyện viên Lopez vẫn sẽ chơi với đội hình 5-3-2 thiên về phòng ngự để hy vọng có được một điểm trên sân khách. Barcelona chỉ thất bại một lần ở 5 trận gần nhất đối đầu với Levante, trong đó có 3 chiến thắng. Tuy nhiên, đây là đối thủ không hề dễ chơi với đội bóng xứ Catalonia trong các lần gặp gỡ. Về phong độ, Barca mới chỉ thắng 1 trên 5 trận đã đấu và Levante cũng tệ không kém, khi trải qua 7 trận chỉ biết hòa và thua. Tỷ lệ kèo của trận đấu này Barcelona chấp Levante 1 1/2. Nếu nhìn lại các thống kê về đối đầu có thể thấy rằng ở 5 lần gặp gần đây Barcelona chưa thể tạo ra cách biệt hai bàn với Levante. Đây là một đội bóng có lối chơi phòng ngự rất khó chịu. Trong hoàn cảnh thiếu vắng đi rất nhiều nhân sự cho trận đấu này thì Barca có lẽ cũng không nhận được nhiều lựa chọn. trận này tài xỉu là 3 1 4. Hai trận đấu gần đây của Barcelona đều về cửa xỉu, lý do họ đã mất đi rất nhiều nhân sự quan trọng ở hàng công. Trong khi đó, 4 trên 5 trận gần nhất của Levante cũng không có tổng tỷ số vượt qua con số 2. Với nỗ lực giành điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng, Levante cũng đã sẵn sàng từ thủ ở trận đấu này. Và dự đoán của thể thao văn hóa, Barcelona vượt qua Levante với tỷ số 2-0.